Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính thưa quý vị, có thể thấy rằng mỗi người dân Việt Nam đều đang hướng về ngày Vu Lan báo hiếu như là một ngày truyền thống đã ăn sâu vào lòng mỗi người trên mọi miền đất nước. Và bên cạnh đó, những người con xa xứ lại càng xúc động hơn khi nhớ về mẹ, về cha. Vâng, Vu Lan từ lâu đã trở thành một truyền thống văn hóa mang đậm tình người dân tộc. Và đó cũng là truyền thống uống nước nhớ nguồn, tri ân, báo ân ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Tâm thư gửi mẹ. Vu Lan về, tháng 7, mùa chuyển giao của đất trời. Cái nắng oi bức của mùa hạ nhường bước cho những làn gió thu mát dịu. Sen trong đầm không còn khoe sắc, nhường cho những khóm cúc vàng tỏa hương, sắc hoa vàng thơm ngát cả đất trời. Ai ngơ ngẩn trong chiều cuối thu hạ, tháng 7 mưa ngâu gợi sầu thương nhớ. Trong giấc ngủ lặng thinh, còn thảng thốt giật mình. Nửa năm rồi ấy nhỉ? Mỗi ngày qua, như lời kinh vô tự, thời gian trôi chẳng đợi ai bao giờ. Tháng 7 về, bên tách trà sớm mai rót chậm, con bồi hồi nhớ đến mẹ phương xa. Thu đã gõ nhẹ qua thềm Vu Lan và đã lướt qua những bóng cây cổ thụ, những nẻo đường, những góc chùa, để rồi thu đọng lại trong trái tim con, đọng lại trong con một nỗi nhớ cha mẹ da diết. Thưa mẹ, khi con mở mắt chào đời, người đầu tiên con nhìn thấy là mẹ. Lần đầu tiên con khóc, người lau khô nước mắt cho con. Lần đầu tiên con vấp ngã, người nâng đỡ con là cha. Và lần đầu tiên con gọi tiếng mẹ, tiếng cha, người vui nhất cũng là cha và mẹ. Con thật may mắn khi có nhân duyên trụ vào thai mẹ. Để rồi 9 tháng trường cưu mang nặng nhọc, mẹ không hề một tiếng thở than. Khi con khôn lớn, vì lý tưởng xuất gia, con phải xa nhà, xa cha mẹ, xa người thân, xa quê hương Việt Nam yêu dấu. Bóng mẹ hiền từ giờ dần xa cách. Mẹ ơi, xứ đài những ngày qua mưa buồn ảm đạm lắm. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt hanh hao. Trên đất khách không được gần bên cha mẹ để phụng dưỡng vỗ về. Con như cánh chim cô lẻ, cố đi tìm hạnh phúc cho mình và tha nhân, bỏ lại sau lưng những gì thiêng liêng cao quý nhất. Rồi một ngày lang thang vô định, con chợt nhận ra những câu thơ mình được đọc từ đâu đó da diết đến chạnh lòng. Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một góc rộng mênh mông. Mẹ à, nếu nói đến chữ hiếu thì chẳng cần gì phải đợi đến tháng 7 mới bày tỏ tất lòng đúng không? Một năm 365 ngày, nếu như trong trái tim luôn có cha mẹ thì đó là hành hiếu lớn nhất. Nhưng dường như đã trở thành truyền thống, thứ mặc định cho cuộc đời tháng 7 mùa Vu Lan, mùa của tri ân và báo ân, như càng nhắc nhở thêm rằng phận làm con, dù thành danh chi mỹ, đứng trên danh vọng cuộc đời hay đang lang thang phiêu bạt trên con đường đi tìm cầu lý tưởng, dù ở gần cha mẹ hay xa cha mẹ, ở trong nước hay nước ngoài, thì mùa Vu Lan về, hãy nhớ đến hai đấng sinh thành, người đã cho con hình hài nhìn ra thế giới. Như con đã từng nghe, con đi đâu, con về đâu, cuộc đời cha mẹ là câu trả lời. Cho con nỗi nhớ không lời, cho con ấm cả một bầu trời nắng lên. Công ơn cha mẹ bao la vô tận, dẫu biết rằng vạn lời thơ tán thán cũng chỉ là chút gió thoảng qua hiên, chiếc lá vàng có cuốn mãi về đâu. Dẫu cho ba mùa trăng tròn trăng khuyết, dẫu bao mùa con nước lớn nước ròng, nhưng ân tình ấy mãi còn đọng trong con những điều thiêng liêng nhất. Tháng 7 về, con vẫn nhớ như in trong tâm khảm
mùa Vu Lan năm ấy, chúng con đã mất đi người cha yêu quý. 15 năm trôi qua kể từ khi ba mất. Thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng trong ký ức về ba vẫn còn mãi trong trái tim con. Khuyến Hiếu ca dạy: cha mẹ còn trên đời, lãng tử không thấy lạnh. Ý nói rằng cha mẹ là suối nguồn sưởi ấm trái tim con. Dẫu con đi bao xa, chỉ cần biết rằng ở nơi chân trời kia vẫn còn bóng dáng mẹ, thì vẫn thấy mình không cô đơn, cô độc. Nhưng nếu chẳng may cha mẹ không còn trên thế gian này nữa, thì dẫu đứng giữa biển người, lòng con vẫn cảm thấy bơ vơ. Tháng 7 về, vẫn còn đó những cơn mưa. Mưa Vu Lan ướt vai gầy của mẹ. Con đi xa muôn vạn nẻo đường, nếm trải bao mùa thu vàng thay lá. Vẫn nhớ rằng bên mẹ mãi mùa xuân. Tháng 7 đến rồi, xin được vọng hướng về phương ấy, quê hương, gia đình, nơi có hình bóng mẹ và di ảnh của ba. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Đài Loan, 20 tháng 7 năm 2020. Vu Lan Phật lịch 2564. Cánh chim Việt. Hướng đến đại lễ Vu Lan Phật lịch 2564 dương lịch 2020, kênh thông tin tổng hợp Phật sự online kết hợp cùng Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi tổng hợp với chủ đề Nguyện làm con Thảo. Một chương trình phong phú thể hiện tài năng, ca ngợi lòng hiếu hạnh truyền thống tri ân, báo ân ngàn đời của Phật giáo và dân tộc. Bài dự thi gửi về cho chương trình bằng nhiều hình thức khác nhau, chia sẻ qua bài viết, thể hiện qua video clip, phóng sự, phim ngắn, kịch, các sáng tác âm nhạc, thơ ca, với nội dung ca ngợi, gương hiếu hạnh sự hy sinh cao cả của các bậc sinh thành, lòng hiếu kính và báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Tác phẩm dự thi cần xúc tích, ngắn gọn, với các tác phẩm văn chương tối đa 2.000 từ, các tác phẩm truyền hình thời lượng tối đa 15 phút. Mỗi tác giả có thể dự thi nhiều tác phẩm. Tác phẩm dự thi gửi về cho chương trình qua email nguyenlamconthao@gmail.com. Điện thoại liên hệ 0939 965 343. Tác giả cần ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Noi gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên và các bậc thánh đệ tử của Đức Phật, hàng Phật tử khắp nơi và tất cả mọi người cùng có cơ hội bày tỏ niềm tôn kính của mình đối với các bậc sinh thành, ghi lại những hình ảnh khoảnh khắc đẹp, chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về lòng hiếu thảo qua chương trình cuộc thi Nguyện làm con Thảo. Là công dân Việt Nam hay ở nước ngoài đều có thể đăng ký dự thi. Những bài dự thi hay sẽ được chọn, giới thiệu và phát sóng vào lúc 20h30 phút thứ 6 hàng tuần. Cơ cấu giải thưởng: một giải nhất mỗi thể loại 10 triệu đồng, một giải nhì mỗi thể loại 5 triệu đồng, một giải ba mỗi thể loại 3 triệu đồng, 4 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu đồng, một tác phẩm được yêu thích nhất 2 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng giá trị khác. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào chương trình đêm trao giải Vu Lan Văn hóa Tình người tổ chức tại tu viện Khánh An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 19h30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2020 nhằm ngày 12 tháng 7 âm lịch và được truyền hình trực tiếp trên kênh Phật sự online. Mỗi tác phẩm của quý vị gửi về là sự đóng góp thiết thực về tinh thần để mùa Vu Lan năm nay thêm phần ý nghĩa và góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức nhân văn sâu sắc đến với cộng đồng.